Vì sao một vị sư sử dụng rất nhiều phước gấp nhiều lần so với cư sĩ? Câu này là sư nói. Sư có nói câu này, đại loại gần như vậy. Tức là một vị tu sĩ sẽ phước rất là hao. Tại sao? Tại vì vị đó, thứ nhất là những cái vật chất mà vị đó có, nó không đơn thuần là cái phước cá nhân của vị này, mà nó xuất phát từ cái phước của Tam Bảo, từ cái đức, cái ân đức Đức Thế Tôn. Cho nên mình xài là mình xài ké, nó không chính xác là cái phước cá nhân của mình xài ké. Mà quý vị biết rồi, khi mà mình xài ké cái phước của Tam Bảo á, rồi ké cái phước của Đức Phật, nó kinh khủng lắm, biết không? Mà nếu như mà mình xài nó trong những cái chuyện mà bất xứng, thì đương nhiên là cái cảnh giới địa ngục là nó mở cửa cho mình. Cái người cư sĩ họ xài cái gì, họ xài từ cái phước của chính họ, chứ họ không có nhờ cái phước của ai. Còn một vị tu sĩ, họ không đơn giản là cái phước cá nhân của họ, mà nó còn là cái phước của Tam Bảo, và nó còn là cái phước của Đức Thế Tôn. Cho nên nó không có đơn giản như vậy. Thành thử cư sĩ quý vị đó ăn một cái muỗng cơm, đó là phước của quý vị, muốn ăn sao đó ăn. Một vị tu sĩ ăn một muỗng cơm mà không có sự quán tưởng là vị đó đang thiếu nợ, thấy kinh khủng chưa? Rồi lại thêm một vấn đề nữa, toàn bộ những cái vật chất mà vị đó có là do đâu? Có được do niềm tin của cư sĩ. Hàng cư sĩ có niềm tin, và cái niềm tin đó nuôi sống tu sĩ. Mà nếu như khi mà mình sử dụng, tức là mình phải cẩn trọng xem xét coi mình có xứng đáng hay không. Hàng cư sĩ tại gia đó, hàng Phật tử quý vị đó, làm ra vật chất bằng cái lao động của bản thân có được, nhưng tu sĩ toàn bộ nhờ người khác bố thí cho, người khác cúng dường cho. Đó là chưa kể người ta cho mà người ta còn quỳ người ta lại nữa, chứ không phải là cho bình thường. Thì mình tu như thế nào, mình có xứng với cái đó hay không? Ừ, thành thử sư mới nói là một vị tu sĩ xài cái phước hao lắm, mà nếu như mình không có khéo á, không có khéo mình tiêu hoang á, rồi tới hồi khi cái phước mình hết rồi, địa ngục thì chắc chắn là tránh không được rồi, nhưng mà ngay trong kiếp hiện tại họ sẽ rất là khổ. Thành ra tại sao mà nói không, nó không phải là tất cả, nhưng mà rất là nhiều những vị tu sĩ hoằng tục á, mà cái đời sống khi mà họ là đang là tu sĩ đó, họ ăn chơi thoải mái đó, thế họ hoằng tục, họ rất là khổ. Nhưng mà đương nhiên ở đây là trừ ra những cái vị mà khi xuất gia là các vị đó tu đàng hoàng nha, chứ để mất công là quý vị nói vô đủ cả đấm nó kỳ. Để